Ok, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube của em Tuấn là mới Invest vào dịp cuối tuần thì kênh của em sẽ luôn mang đến cho các anh chị chúng ta những kiến thức về đầu tư chứng khoán cũng như là chia sẻ góc nhìn kỹ thuật của Tuấn về thị trường chung hiện tại lẫn các mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm để phần nào giúp cho các anh chị chúng ta có được những cái quyết định đầu tư hiệu quả hơn à, Và rồi trước khi vào Uh, cái nhận định cho cái tuần vừa rồi cũng như là đưa ra những cái chiến lược cho tuần tiếp theo ấy thì uh, Tuấn cũng xin uh, uh, cung cấp thêm một số cái thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ lẫn là cái tin tức thế giới uh, thì mọi người cũng thấy là sao ạ uh, Dow Jones trong hai phiên uh, gần nhất là phiên ngày thứ năm và phiên đóng cửa cuối tuần ngày hôm qua thì đã có mức uh, giảm sụt điểm khá là mạnh đây mọi người có thể thấy ha chỉ trong vòng có hai phiên thôi mà um, Dow Jones nó đã mất được khoảng tầm là 5%. Mọi người thấy đúng không ạ? Một phiên giảm 638 điểm và một phiên uh, ngày hôm qua là sau khi mà cái việc mà công bố uh, CPI tức là chỉ số tiêu dùng của mà cả nước Mỹ là nó đã tăng lên rất là nhiều. Cho nên là nó đã phản ứng một cách rất là tiêu cực. Thì chúng ta cùng đọc qua một số những cái chỉ số ấy nó là như thế nào. Thì trong vòng kể từ 12 tháng á, thì cái chỉ số tiêu dùng này này mọi người sẽ thấy là trong đó là tất cả là tăng lên là đâu đó khoảng tầm là 8,6% trong đó có uh, nhóm là, là là thực phẩm là tăng tới tận 10% và đặc biệt là nhóm là năng lượng hay năng lượng như là dầu khí thang rồi à, khí ga các thứ là tăng lên tới tận là 34,6% mọi người thấy là cái mức tăng của à, khí ga rồi à, xăng dầu là nó tăng khủng khiếp đến cỡ nào Đấy, cho nên là góp phần tạo nên cái một cái sự tiêu cực rất là lớn lên cái uh, lạm phát của nước mỹ cộng thêm với các anh chị chúng ta cũng phải hiểu rằng là, là như thế này uh, nước mỹ họ đang bị kẹp giữa cái thế là tiến hóa lưỡng nan tức là sao một đầu á là họ đang kiềm chế lại những cái sự gia tăng về lạm phát bằng cách là uh, tăng lãi suất À, tăng lãi suất lên thì các anh chị chúng ta cũng vừa biết là hồi tháng 3 rồi rồi là là, là, là đã bắt đầu là tăng lãi suất lên là 0.75 điểm rồi đúng không ạ? À, 75 điểm mà là 0.75% ấy rồi sẽ bắt đầu nâng trong những cái kỳ họp tiếp theo. Đấy và và và, và như thế nó sẽ uh, giúp cho việc là kiểm kiểm soát lại cái uh, uh, lạm phát không vượt quá hai con số các anh chị chúng ta thấy là đây là một cái nỗ lực cũng rất là lớn. thì tuy nhiên là cái mặt trái của cái việc mà tăng lãi suất lên thì nó sẽ khiến cho cái gì cái uh, demand tức là cái nhu cầu, cái nhu cầu và uh, sử dụng vốn nó cũng sẽ bắt đầu họ thấp lại. cái nhu cầu uh, sử dụng các thứ nó cũng sẽ bắt đầu nó giảm dần. thì nó sẽ khiến cho tình hình kinh tế của nước Mỹ nó rơi vào một cái trạng thái là gì đó? à suy si thoái. đây mọi người đọc thêm ha. đó thì nó cũng là một cái rắc rối nữa đối với lại là nước Mỹ là họ thừa nhận rằng là cái việc là đây cái gì yeah, cái, cái 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 nguồn uh, cái nhu cầu bị sụt giảm mà nó không có uh, match được với là nó không có cung cấp uh, không có đạt được được cùng với lại là cái ngưỡng là chuỗi cung ứng là bởi vì sao thứ nhất là do chiến tranh giữa nga với ukraine này rồi là gì nữa à, à bên trung quốc thì họ lại dùng những cái chính sách uh, uh, zero covid ra họ coi như là họ uh, cô lập gần như là là, là là toàn bộ cái cái quá trình mà xuất khẩu uh, thực phẩm này nọ nó khiến cho cái gì à? cái cái tốc độ là gia tăng lạm phát nó một ngày càng một nó lớn hơn đó đó là những, những cái gì mà chuyên gia họ, họ 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 nốt lại ở trong cái cái cái, cái uh, phần phân tích của họ Đấy. Thì á mọi người sẽ thấy được rằng là cái việc mà lạm phát vừa rồi nó gia tăng 8,6% tức là nó là như thế nào ạ? À? à nó là một cái phải nói là một cái 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 cái, cái uh, chỉ số mà đã là cao nhất trong vòng là chỉ số tăng cao nhất trong vòng là 40 năm trở lại đây. Đấy và bắt nguồn là từ cái việc là supply chain là nguồn cung ứng này, nguồn cung ứng gặp vấn đề này và với cái việc là nhà ở này rồi thực phẩm này rồi khí ga là là dẫn đầu trong cái việc mà đã thúc đẩy là 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 việc tăng. Như hồi nãy em có nói các anh chị ha. Và cái mức tăng như thế này nó cũng là lớn hơn rất là cũng không chấm 3 ha. Đây này 8,6% nó lớn hơn. Đây là fast Rate luôn ha là cái mức độ tăng tốc nhanh nhất. Đấy. Cái chỉ số này nó tốc độ tỷ lệ này nó là là tỷ lệ tăng nhanh nhất này kể từ năm 1981 và cũng như là trên cái mức dự báo của những cái chuyên gia là chỉ có 8,3% thôi. Đó, nên là mọi người sẽ thấy là như nào ạ? À? Rất là kinh khủng về cái vấn đề mà nhất đầu. Đó là trong hai cái 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 cái, cái um, phiên vừa qua thôi mà Dow Jones nó đã giảm thiệt hại rất là nặng nề như thế này rồi, đi rất là nhanh mọi người ha. Đó là đoạn này á uh, chúng ta cũng sẽ liên hệ lại với VN chúng ta trong cái những cái phiên thứ uh, 5 và thứ 6 vừa rồi thì thứ năm á, thì mọi người cũng sẽ thấy là đã có những cái áp lực bán nhất định ở vào cuối gần phiên chiều nhưng mà nó chưa có rõ ràng bởi vì là đó chỉ là một trong số những cái uh, chúng ta phản ứng với cái việc là thông tin rò rỉ về việc là 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 cái chỉ số lạm phát của mỹ sẽ công bố vào tối cái phiên ngày thứ năm đó đó nó 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 mới chỉ là những cái thông tin rò rỉ mà phản ứng thôi còn đến tận hôm thứ sáu á, thì bắt đầu là những cái thông tin này nó đã như nào à hoàn toàn là nó ào ra nó tuôn ra luôn và mọi người sẽ thấy là chỉ trong vòng có uh, cuối phiên thôi nửa cuối phiên thôi là bắt đầu là cái hàng 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 uh, nó 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 bán ra rất là mạnh đặc biệt là trong phiên atc chỉ sau khoảng tầm là 2 giờ thôi mọi người thấy không ạ à? rất là kinh khủng với mọi người ha với cái khối lượng bán cực kỳ là lớn và cực kỳ là nhanh như thế này thậm chí là những cái mã cổ phiếu như là GAT này GAT cũng nằm sàn ha các anh chị ha giảm rất mạnh nói chung là giảm rất mạnh bao cũng giảm này rồi đặc biệt là những cái nhóm mà cổ phiếu leader đúng không ạ và em cũng đã cảnh báo với các anh chị ta cũng rất là nhiều rồi chứ không phải là tới tận bây giờ ấy thậm chí là bên rung khách hàng của Tuấn ha bên rung khách hàng của Tuấn là Tuấn đã như nào à cho báo hạ tỷ trọng và tuyệt đối không mở từ cái giai đoạn là 1 tháng 6 rồi tức là cái tuần trước rồi đấy và thậm chí là trong những cái đợt gần đây là là là, là mình có những cái sự sai số nhất định khi mà viên đấy của chúng ta nó có một cái nhịp nó nhúng và nó phục hồi đi lên như thế này nhưng mà nó cũng chẳng có đáng là bao nhiêu cả đúng không nó cũng chẳng có đáng là bao nhiêu cả thậm chí là ai mà bắt lấy được ở trong cái nhịp này thì nếu mà không chốt ở phiên thứ sáu rồi có khi là lỗ à, mọi người ha đấy và cho nên á, là tuấn cũng đã nói với mọi người rằng trong cái phiên ngày 8 tháng 6 vừa qua này Đấy, uh, mặc dù là cái chỉ số của à, uh, viên chúng ta nó vượt được vùng ngang 3 cũng là điểm tích cực này, nhưng đồng thời cũng sẽ có những cái nhiều lượng nhà đầu tư FOMO và những cái cổ phiếu ở vùng giá phía trên là những cái cổ phiếu canh chơi đó như là dầu khí bán lẻ cảng và thủy sản này. Trong khi dòng banh lại kéo và phục hồi lên trở lại khá là hay và giúp cho thị trường chúng ta vượt được vùng ngang 3 đúng không ạ? Trong cái phiên ngày thứ tư thì mọi người sẽ thấy là trong cái trường hợp mà mỗi lần mà Uh, banh mà nó kéo ấy mà nó không có hề một có một cái vôn à, như mọi người sẽ thấy là kéo ví dụ như là hôm đó có kéo mbb này cũng không có tác dụng gì cả đúng không ạ ông đó kéo dòng ngân hàng khá là nhiều ha mọi người ha nó giúp cho thị trường của chúng ta kéo vượt được uh, vùng 1.300 rất là là đẹp mà ai cũng nghĩ là đẹp hết cả rồi sau đó lại phô mua vào những mã cổ phiếu khác rồi thậm chí là cái tình trạng mà đứng núi này trong núi nọ mà như như Tuấn có chia sẻ ở trong cái video gần nhất rồi kiểu như là mọi người thấy là những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng ví dụ như anh chị hôm nay ta đang nắm giữ gồm ngân hàng mà các anh chị chúng ta thấy dòng dầu khí nó tăng nhiều quá đồng thời là mới có cái việc mà mới cắt đi dòng ngân hàng một cái rồi nhảy qua đảo qua mua gas hoặc là ví dụ như mua bé rồi ở những cái nhịp như vậy đó thì đồng thời là các anh chị chúng ta thấy là, là, là điều chỉnh gần như là các cổ phiếu này là bắt đầu đã đi vào một cái pha điều chỉnh rồi ha à, cho nên là Điều đó là những cái sai lầm thường dễ thấy của các anh chị chúng ta Khi mà vừa mới bán những mã cổ phiếu nó ở phần phía dưới này Ở trong một cái giai đoạn mà nhất định là Đó chính là những cái thời điểm mà các anh chị chúng ta cảm thấy rất là nản rồi Bởi vì sao? Ví dụ chẳng hạn như các anh chị chúng ta mua trong cây bùng nổ này đi Chúng ta cầm quá là lâu đi Cầm khoảng tầm là hai tuần mà nó không sinh ra lại Chúng ta vừa mới cắt ở đây một cái Ngày hôm sau nó lại tăng vượt trội lên lại như thế này Lập tức là các anh chị chúng ta sẽ như thế nào cảm thấy rất là tiếc rồi trong khi đó các anh chị chúng ta vừa mới cắt xong chúng ta đảo qua dạ, à, dòng dòng cổ phiếu mạnh hoặc là những cái mã cổ phiếu canh chơi như là GAT, BSR, rồi HAH rồi ANV đi chẳng hạn hay là RI luôn cũng chẳng hạn đó thì các anh chị chúng ta chưa kịp lại bao nhiêu cả là chúng ta quay ra chúng ta lỗ kép luôn đó thì đó chính là những cái thực trạng của dạ, của thị trường của chúng ta trong một cái dịp mà nó đã sai quay ha khi mà thị trường ta sai quay trong một cái dịp mà nó dài như thế này luôn luôn nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái sai lầm mà kể cả là ở cả cái vị thế là mua lẫn kể là vị thế là bán các anh chị nha ha cho nên á là mọi người sẽ thấy là em cũng đã nói này anh chị nào mà cảm thấy biết là chắc chắn là sẽ có người này người nọ nên là anh chị nào cảm thấy không giữ được tiền và muốn giải ngân á, thì có thể là em báo cho các anh chị cũng đánh một vài mã nhưng mà phải chấp nhận rủi ro tới cộng đấy còn anh chị nào mà đã ung dung hà tỷ trọng ở cái nhịp trước và đang chờ cái cơ hội an toàn hơn ở nhịp sau thì cứ chờ thôi đừng nung nóng làm gì cả em lúc nào em cũng phải là cân nhắc giữa cái gì à, cái độ rủi ro cộng thêm cái độ an toàn lẫn là cái việc là gì ạ à, kiếm được lợi nhuận muốn trước hết mà muốn kiếm được lợi nhuận là chúng ta cần phải giữ được cái tiền nghe đã các anh chị ha bởi vì sao mình đã mất mát quá là nhiều mình đã uh, lỗ rất là nhiều và chứng kiến những cú sập cũng rất là nhiều rồi và thể kể cả, cả là những cái cú sập vừa rồi mình cũng uh, không tránh được nhiều nhưng mà ít ra là mình cũng đã đỡ biết bao nhiêu cái sự thiệt hại rồi đó ha thì cái ngày tiếp theo ngày 9 tháng 6 này mình cũng có tiếp tục mình nhận định thêm đấy thì là À, kết thúc phiên thứ tư là ta tăng lên vượt lên vùng 1300 ấy và tăng hơn 16 điểm ha thì cái nhịp đẩy của phiên watch out của ngày trước là 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 do là kéo bởi dòng banh dòng trứng thì tuy nhiên rằng là đóng cửa không ở mức cao nhất là đồng nghĩa là cũng có áp lực bán ở phía trên và bán ngược xuống dưới đấy thì do đó là tiến sát về lại cái vùng 1315 cho tới vùng 1330 lực bán sẽ xuất hiện nhiều và đặc biệt là những cái cổ phiếu ở giờ dòng kênh trên do là giờ à tụi nó là tăng nóng này và yếu tố đeo bám rất là nhiều cần phải có một cái nhịp mà nó nghỉ ngơi để tái tích lũy hoặc là rũ bỏ mạnh thì nó mới có thêm cho mình một cái nhịp chạy tiếp theo các anh chị ha đấy chị cho nên á là mọi người sẽ thấy là gì à? thôi thì đừng có mà, mà mà tham mà cũng như là um, cố gắng mà kiếm từng đồng lãi nhất định qua từng ngày hay là nhiều anh chị chúng ta cứ hỏi em là ngày nào cũng hỏi em mua bán hết trơn á thật sự luôn ngày nào cũng muốn hỏi là à, mã hôm nay có mã nào mua được không em có mã nào mà lướt được không em thì cũng rất là mệt bởi vì không phải là thời điểm nào cũng có thể là mua được cả các anh chị nhé đấy thì cho nên rằng á à, là, 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 là phiên đến phiên ngày 9 tháng 6 này bắt đầu mình cũng đã cho thấy những cái à, mình cũng tiếp tục là đưa ra một cái nhận định là gì ạ rủi ro ấy à, mình vẫn tiếp tục đưa ra những cái nhận định là rủi ro về thị trường hiện tại này đây này khúc này mình có nói này ở à, cơ bản là thị trường có sự dịch chuyển dòng tiền à, đặc biệt là dòng tiền ngắn hạn đấy từ nhóm leader sang những mã cổ phiếu yếu là ở những cái mạng cổ phiếu canh dưới ví dụ như là thép ngân hàng thì trong cái phiên này á, là các mã cổ phiếu thép như hsg Nam kim nó tăng trần thậm, thậm chí là trong cái phiên này là, là ngân hàng nó cũng có những cái sự kéo lại nhất định hay là chứng khoán nó có sự phục hồi à, nhưng mà theo đó là cái kèm thêm là cái thanh khoản bị hụt hơi nữa thì có thể thấy là chỉ là đang cố gắng đi ngang trên cái ngưỡng vùng 300 này thôi để là leader đó là những cái cổ phiếu trên đang hấp thụ lại lượng cung chốt lại ở ngoài ra thì có một cái yếu tố là rủi ro nữa là là phiên watch out này này là chỉ là hôm thứ ba chỉ là một cái nhịp chỉnh ngắn và nhanh của thị trường nên rất là dễ sau cái nhịp watch out này sẽ gặp lại một cái nhịp điều chỉnh lại mạnh đó là ngày 9 tháng 6 là mình đã như thế nào ạ à? đã thấy cái 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 độ rủi ro rồi Đó cho nên là thôi xong Coi như là xong luôn Đúng phiên ngày hôm qua một cái là thị trường nó lập tức là gì ạ à? Quá là mệt mỏi đi các anh chị ha Quá là mệt mỏi đi Đó Mặc dù là mình cũng có giải ngân này giải ngân ITA vào cái phiên ngày 8 tháng 6 Vừa mới vua đựng chúa thôi Nhưng mà thật sự là ITA nó cũng là sót lại Là một cái điểm tích cực cho cho mình tại hôm đó là cũng có dòng tiền nó vào các anh chị ha cũng hên nói chung là cũng hên là mình mua đúng cái 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 phiên atc này thì nói chung là mình cũng chẳng có kỳ vọng nhiều đâu bởi vì mình cũng xác định là t 3 về lãi lỗ gì mình cũng có thể là mình mình bán ra được tại vì mình chỉ tham gia vui thôi Ở ấy tầm khoảng là 50 mươi thôi ha rồi ngoài ra thì cũng có VCI, mình cũng có khuyến nghị VCI trong cái phiên này. Khi mà cổ phiếu đó vượt được cái vùng 40.5 thì mình cũng có khuyến nghị. Nhưng mà chưa kịp hàng chưa về thì nó cũng đang lỗ này. Mọi người cũng thấy Đây là những cái sự rủi ro mà mình cũng đã cảnh báo với các anh chị chúng ta trong room khách hàng rồi. Anh chị nào mà chấp nhận mà 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 mua mà để mà xác nhận những cái điểm mà nó vượt à, vùng nền như thế này thì mình mua vào thì ok, chấp nhận cho cái việc là nếu mà hàng T3 về mà nó như nào à, nó không sinh ra lãi thì cũng phải chấp nhận thôi bởi vì thị trường nó đang đột đạt được những cái độ rủi ro mà. Ha, như là nên là Tuấn cũng đã xác định kỹ rồi. Anh chị nào chấp nhận rủi ro thì chúng ta sẽ tham gia vào, còn không thì thôi. Đấy đấy à, luôn rồi thì đó trong những cái uh, nhận định lần trước của Tuấn ấy thì Tuấn cũng đã cảnh báo mọi người nhiều. Đấy, không biết là mọi người có uh, tránh được cái cú mà phiên thứ sáu này hay không hay là thứ sáu này vẫn tiếp tục giải ngân vào mua mới thì thật sự Tuấn cũng uh, không biết phải nói là như thế nào nữa. À. Đấy thì thật sự là cái dùng cái ván bài này, cái lá bài mạnh mệnh mà, mà 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 kéo banh lên vượt 1.500 đấy thì là lượng nhà đầu tư phô mô và khá nhiều đúng không ạ? Kể cả là việc mua mới là là cũng rất là khó để mà tham minh và đủ về tay cộng Đấy, thậm chí là tốn mua ngay đúng cái điểm này rất là đẹp này nhưng mà tay cộng về chắc chắn là lỗ rồi ngày mai thứ hai là phiên t t về là chắc chắn là tốn nghĩ là sẽ lỗ rồi đúng không thì không 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 có lỗ nhiều thôi ví dụ như mình mua cùng lắm maximum là mình mua vùng 41 ấy thì cho nó hiện tại là mình đang lỗ khoảng tầm là 5% phần rồi này đấy thì cùng lắm là nó có thể nó giật về lại vùng dưới này này đấy, nó giật lại nó test về lại cái ngưỡng đường ema À, đường đường MA 20 đó, vùng 38 thì nó có thể nó rút chân lên thì vẫn trong cái 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 phạm vi cho phép của mình là 7% thì mình vẫn có thể cắt lỗ được thôi. Tại vì mình chỉ là ném đá vào đường thôi mà. ha Rồi, đấy và 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 thực sự là uh, lúc này này thì Tốn cũng biết chắc được rằng là phiên thứ hai là sáng sớm là 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 nó sẽ xảy ra một cái nhịp uh, nhúng sớm của thị trường đấy thậm chí là nhúng sẽ khá là sâu nhưng mà tôi nghĩ là với cái tình hình hiện tại và cái độ lắc ha có nghĩa là cái độ trẻ cái độ trẻ của thị trường ta thì tôi nghĩ là nó chưa có phản ứng mạnh đâu tôi nghĩ là nó vẫn chưa có phản ứng mạnh đâu đó cũng là một cái gì đó còn sót lại cái điểm tích cực để mà các anh chị chúng ta có thể bấu víu và chúng ta kỳ vọng đấy nhưng mà thật sự là không nhiều các anh chị nhé chúng ta cũng uh, không phải là 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 là, là quá là lạc quan về thị trường chung hiện tại bởi vì xuyên suốt những cái video bắt đầu từ những cái nhịp mà nó đã như nào à Tuấn đã nói về cái sự phân phối của của thị trường đúng không ạ? Thì đây, phiên ngày uh, ngày 6 tháng 6 là Tuấn đã nói là đây là cái phiên phân phối rồi. Những cái phiên phân phối của thị trường rồi, đúng không ạ? Đây này, những cái phiên phân phối này, phiên phân phối thứ nhất này. Đây ha, rồi phiên phân phối thứ hai này. Rồi đây tiếp tục là phiên phân phối thứ ba của thị trường này. để mọi người thấy đúng không ạ? thì cho nên rằng là mọi người đừng có à đây trước đây mới là phiên phân phối thứ ba chứ à, phần thứ nhất nhất này khối lượng lớn khối lượng lớn và đây cũng là một cái khối lượng lớn đây là cái gì à? phiên phân phối dừng mọi người nhé đây là phiên phân phối dừng kéo lên cao nhất mà là, là đóng cửa mức gần như thấp nhất phiên đấy rồi tiếp tục cố gắng kéo lên đây là một cái lượng phô mô rất là lớn này mọi người thấy không ạ à? chắc chắn rằng là t t 3 của cái phiên này là chắc chắn rằng là về là cắt lỗ sạch bách luôn Đấy, nhưng mà đó cũng sẽ là một cái một cái cơ hội cho những cái dòng tiền đầu cơ đánh ngắn vào họ có thể họ lướt ngay ví dụ chẳng hạn như tôi nghĩ là à, tôi nghĩ là lại giờ à? à, có thể là nó kéo lên đây này. à, qua viên đấy chứ đây này phiên phân phối này hẹn chị thấy nó sai sai sorry mọi người đây à, phiên phân phối thứ nhất này phiên phân phối thứ hai này đây chứ rồi đây là phiên phối ra à, ba phiên phân phối đây Đây. Ừ. Đây. Rồi. Mọi người thấy không ạ? Đó đây là sau một cái nhịp wash out này thì chúng ta có cố gắng mà neo giữ lại lên này, nhưng mà phiên là phiên thứ sáu vừa rồi là coi như là gần như toàn bộ cái hàng bắt đáy ở đây ha. Bắt đáy ở trong cái nhịp wash out ấy thì nó đã như thế nào ạ? À? à nó đã ra gần như là ra hàng rồi. em nghĩ là gần như là chạy trong phiên ATC chạy hết trong cái nhịp ATC rồi. Đó cho nên rằng thì có thể là khả năng cao là thị trường ta sẽ có nhịp buổi sáng là nó sẽ mở một gap down và nó test sâu về lại cái vùng mà điểm thấp nhất của cái phiên watch out này là khoảng tầm là vùng 1260. À các anh chị ha, vùng 1260 hoặc là 265 gì đó thì nó sẽ rút chân trở lại. Em nghĩ là nó sẽ chưa có có có, có um, liệm ngay hoặc là nó sẽ điều chỉnh giảm mạnh ngay về lại những cái vùng dưới thấp này đâu đó đó có thể là một cái điểm tích cực mà các anh chị chúng ta có thể là chúng ta uh, bổ phiếu vào các anh chị nhé thì á uh, có thể nói rằng là 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 cái điểm này cũng là một cái điểm mà uh, không phải là cái um, quá là rủi ro đối với thị trường chúng ta cho dù á uh, là thị trường Mỹ nó giảm hai phiên rất là sâu như vậy nhưng mà Tuấn nghĩ là phiên phiên ngày thứ hai nó sẽ không có như vậy đâu mà nó sẽ khá là giống với cái một cái nhịp như thế này của Dow Jones nó đã từng diễn ra đó, thì để Tuấn lấy lại cho mọi người nhé. Đây này, thì Dow Jones nó cũng đã có một cái nhịp y chang thị trường chúng ta luôn. Đấy, cái nhịp uh, rũ mà nhịp, nhịp gãy đầu tiên này rồi phục hồi này, rồi nhịp gãy thứ hai là sâu hơn này, rồi phục hồi đi lên và lâu sau đó là có một cái việc vấn đề gì à đi ngang. Thì nếu mà mọi người người thấy á, là cái phiên này cũng không khác gì là cái phiên mà kéo thị trường của chúng ta vượt ba nhờ vào cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng đúng không ạ? Phiên nghiệm sau thì nó lại là phiên test cung để mọi người cứ nghĩ là nó là phiên Tết cung đúng không ạ, rồi sau như thế nào đó ạ? rồi sau đó lại tiếp tục là phiên thứ phiên này chính xác đó chính là một cái phiên mà thứ sáu của thị trường ta cái ngày hôm qua, Ý mọi người thấy đúng không ạ, y chang luôn không khác gì, đây nha để 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 Tuấn là là cộng thêm cho mọi người xem. <laughs> Rồi, mọi người thấy có khác gì không ạ? À? Đây ha, mình nhìn hơn nó hơi bị lệch lệch xíu nhá. Đây, cái phiên này ngày 29 tháng 3 của Dow Jones nó cũng không khác gì đối với lại là cái phiên của uh, phiên mà vượt được cái 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 vùng nền đúng không ạ? À? Của phiên phiên ngày hôm sau Tết Cung cũng cây Tết Cung, nhưng mà cây tiếp theo là gì? A nó cũng rũ rất là mạnh về lại đúng cái vùng nền luôn. À, Mọi người thấy như thế nào ạ? À? Rất là giống đúng không ạ? Rất là giống. Thế thì về cái việc mà cổ phiếu hay là thị trường ta nó có sự sụt giảm sớm hay là sự sụt giảm ngay á Thì em nghĩ là chưa đâu Bởi vì là uh, một cái nhịp mà watch out như thế này em nghĩ là vẫn còn có thể là duy trì được khoảng tầm là 3 đến 4 phiên nữa hoặc là 2-3 phiên nữa Chứ chưa hẳn là nó chết ngay Đó, Hoặc là giống như này này Nó có thể nó kéo xuống thêm một nhịp nữa nhưng mà nó sẽ rút chân Nó phục hồi và nó đi lên Nhưng mà đây là chính là những cái cơ hội để các anh chị chúng ta như nào à, à ra hàng Chứ không phải là để mà À, mua vào nữa các anh chị nhé đặc biệt lưu ý những cái điều đó giúp em hoặc thậm chí là nó có thể nó nguồn ráng nó kéo lên một cái nhịp bull trap lên như thế này, nè rồi sau đó nó mới tiếp, tiếp tục là gì à? à nó liệm dần nó điều chỉnh à, tiếp tục cái quá trình điều chỉnh bởi vì cả Dow Jones nó cũng đã bước vào một cái nhịp Dow Jones rồi Đấy sau thấp hơn đáy trước thấy sau thấp hơn đây trước thì đó chính là những cái nhịp mà xác định là thị trường đã vào Dow trên rồi các anh chị ha kể cả viên đấy của chúng ta chúng ta cũng đã xác nhận từ lâu rồi mà nó còn kinh khủng hơn cả Dow Jones nữa thì đấy đó là một cái nét tương đồng mà để mà các anh chị chúng ta cũng là, là bấu víu vào đối với lại là là, là, là tình hình của hiện tại thì đâu có thể là cái cái chiến lược mà em muốn đưa ra cho các anh chị chúng ta ở đầu phiên sáng đó chính là gì? À, hạn chế chúng ta bán ra mà chúng ta chỉ nên chờ chúng ta quan sát đặc biệt đừng có mua trung bình nha đừng có mua trung bình đừng có mua trung bình ai mà là thấy ai mà mà mà, mà bảo các anh chị chúng ta mua trung bình ở cái nhịp này là sai hoàn toàn là các anh chị chúng ta sẽ rất là dễ dính thêm những cái và yeah, cái sự lỗ rất là nặng. Bởi vì sao ạ? À? Cái cách đi vốn của các anh chị chúng ta nó bị sai. nhé và kể cả là ông ông William O'Neill ông cũng nói là đừng có nên mua trung bình trong một cái xu hướng nó đang đi xuống các anh chị ha. Rất là là nhất đầu đấy. Rồi và buổi sáng ngày thứ hai thì anh chị chúng ta hạn chế chúng ta bán ra và chúng ta chỉ chờ quan sát một cái nhịp để mà là, à có những cái sự rút chân đi lên À, có một cái sự rút chân đi lên thì em nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái gap down khoảng tầm là 1,2,70 Rồi sau đó là sẽ kéo giật ngược lại và, và lấp lại được cái gap này Và những cái phiên sắp tới thì nó có thể nó lấy lại được cái vùng nền 1,2,90 đấy Thì Tuấn sẽ, sẽ sẽ đề ra một cái kịch bản mà nó vẫn còn tích cực để mà các anh chị ta có thể là hy vọng Chứ cũng không thực sự là muốn nói là thị trường ta nó sẽ rơi hai, hai phiên liên tiếp y như là thằng uh, Dow Jones đâu thì tôi nghĩ là vẫn là, là là cái cái khả năng đó là thấp các anh chị ha và tôi nghĩ là vẫn còn cái 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 cơ hội cũng như là cái cái mà cái cái, cái, cái sự phục hồi trở lại một cái nhịp ngắn thôi ví dụ như cản hạn như các anh chị chúng ta đang có thể là đang lỗ khoảng tầm là bảy tám phần trăm hoặc là 10% phần trăm thì uh, những cái việc mà ngày um, thứ hai hoặc là thứ ba thì nó sẽ có một cái nhịp phục hồi ngắn trở lại thì các anh chị ta nên bán, à, chúng ta nên bán ha chúng ta nên bán để mà chúng ta thu hồi về lại cái vốn của mình và quản trị cái rủi ro cái tỷ lệ danh mục của mình giúp em các anh chị nha. Rồi thì um, chắc là là, là sẽ uh, không phân tích nhiều về các cái mã cổ phiếu mà em chủ yếu tập trung em phân tích về cái uh, cơ hội cũng như là những cái thời điểm sắp tới ở những cái nhóm ngành mà em cho là nó đang rất là mạnh và đặc biệt là đang được thiên thời địa lợi nữa đó chính là nhóm dòng dầu khí các anh chị ha thì chẳng hạn như BSR thì Tuấn cũng đã nói rất là nhiều về cái cổ phiếu này rồi và mọi người thấy là nó đã đi đúng theo cái kỹ thuật mà Tuấn đã đưa ra thì nó đã như nào à, nó chạm đúng cái vùng 32 32.5 ở đây lập tức nó quay đầu nó điều chỉnh trở lại và trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi là một cái phiên bán cực kỳ là lớn của BSR tức có nghĩa là đã có lượng lớn nhà đầu tư họ chốt lãi rồi mọi người thấy đúng không ạ Phi, phiên ngày à, uh, 6 tháng 6 này là cái phiên mà nó đẩy cái dòng tiền vào nó đánh break được cái vùng đỉnh này thì chắc chắn là rất là nhiều nhà đầu tư họ phô mô vào thậm chí là những nhà đầu tư họ phô mô vùng giá 31 ở trên này là cũng rất là nhiều các anh chị ha thì T1, T2, T3 về nó cho ăn nhé T1, T2, T3 về nó cho ăn nhưng mà đến cái T này mà các anh chị chúng ta đến cái phiên thứ sáu này mà các anh chị chúng ta không chốt ra thì nhiều khi á là những cái nhịp mà điều chỉnh như Tuấn có nói là các anh chị chúng ta sẽ rất là dễ mà bị dính những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu mặc dù đây là những cái mà cổ phiếu nó leader trên thị trường nha còn nếu mà các anh chị nào mà đã không có kịp chốt được ở trên đây thì các anh chị chúng ta hoàn toàn là em thấy là cũng rất là bình thường thôi bởi vì sao ạ à? tại vì em cũng biết nhiều người họ cũng chốt ở quanh cái ngưỡng vùng 27, 28, 29 ở đây rồi việc gì mà các anh chị chúng ta phải tiếc đúng không ạ à? dù sao các anh chị chúng ta vẫn có thể là chúng ta chốt được cái giá cao hơn những cái người ở dưới đây đúng không không phải là giá cao nhất thôi nhưng mà làm sao mà biết được đây là những cái vùng đỉnh đó mà khi mà khi mà 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 mà, mà, mà lĩnh nó chưa được thiết lập ha nhưng mà chúng ta cũng sẽ nên bán ở những cái thời điểm mà cái 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 hưng phấn cái sự hưng phấn của nhà đầu tư nó lên ở cái mức cao nhất đó thì ở đây này thì đối với lại BSR thì tuấn nghĩ á thì là điều chỉnh thì lại lại là cái cơ hội để các anh chị chúng ta có thể giải ngân chứ không phải là để mà uh, chúng ta thấy là um, nên bán các anh chị nhé bởi vì sao ạ à? cổ phiếu này cái dòng tiền nó đổ vào rất là mạnh đổ vào rất là nhiều rồi thì chúng ta đừng có ngại ngần gì mà chúng ta sợ những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn như thế này của cổ phiếu mạnh cả mà chắc chắn là nó sẽ còn vượt lên tiếp và vượt đi lên tiếp ha chẳng hạn giống như dbm vậy đây DBM cũng vượt đỉnh này lên ầm à, 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 xong rủ lại vài cây xong rồi lại tiếp tục kéo lên này, đúng không ạ? Hay chẳng hạn ở những cái nhịp như thế này cũng vậy, đây DBM cũng vượt được đỉnh này, rồi có rủ lại vài vài cây hoặc là một tuần gì đó rồi lại tiếp tục nó vượt lên tiếp này. Mọi người thấy cái sức mạnh của cổ phiếu không ạ? À? Đây hay như chẳng hạn như ở khúc này đi, chẳng hạn ở giữa chẳng hạn như ở khúc này đi. Đó, thì nó nối lại các cái đỉnh lại lại với nhau này, nó gặp ở đây nó điều chỉnh một phát, đúng không? Nó điều chỉnh lại một phát rồi tiếp tục nó kéo lên theo hình chữ V luôn mọi người thấy kinh khủng không? quá là kinh khủng đi. đấy ha. cho nên rằng là mọi người đừng có sợ những cái đối với lại những cái mà cổ phiếu mà nó khỏe, mà nếu như mà các canh chúng ta đã có nắm gì mua và nắm giữ ở những cái vùng mà 22 hoặc là thậm chí là 24 như thế này mọi người cứ ung dung mọi người nắm. bởi vì cái xu thế ở thời hiện tại là dòng uh, năng lượng là dòng dầu khí, đặc biệt là dòng dầu khí là nó đang là 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 là, là trend đi lên rất là mạnh mà. ha. rồi À, tiếp theo có gác cũng vậy nhé gác thì tuấn <laughs> hơi bị lệch một chút xíu bởi vì sao à, tuấn cũng nghĩ là nó quanh quanh về cái mốc 120 thôi nhưng mà do là nó là blue chip cho nên là nó giảm rũ mạnh quá ha kinh khủng thật ha mọi người ha đấy thì cho nên rằng là mọi người cũng phải đề phòng đối với lại những mà cổ phiếu blue chip nó lại như vậy một khi mà nó lên thì nó đánh cũng rất là kinh đấy nhưng mà phô vào một cái là thôi còn cái nịt luôn mà mà cái 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 cái, cái sự điều chỉnh của nó cũng rất là khó chịu và kể cả là cái À, khi mà nó phục hồi trở lại thì chúng ta cần phải à, quan sát thêm. Đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ à, quanh cái biên độ này thì tôi nghĩ là nó sẽ có phục hồi. Không 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 có giảm sâu hơn nữa đâu. Cùng lắm là test test về nhẹ lại 110 115 à, cái rút chân trở lại thôi hoặc là test lại cái đường trendline line này thôi này. Cùng lắm là nó test lại cái đường à, mà MA20 ha, 113 cho tới vùng 114. Chỉ quanh lại đây thôi rồi sau đó nó lại tiếp tục nó bật lên trở lại à. Đấy thì đây là những cái yếu tố mà dòng cổ phiếu mạnh nó cần phải à, Uh, bật hồi trở lại nha giá thì cũng yếu cho nên là tuấn không có khuyến nghị Ờ uh, bao bao ở đây thì uh, đấy là tuấn cũng cân nhắc tuấn bảo mọi người là canh chốt lại ở cái vùng 15.5 cho tới vùng 16 à đúng cái vùng này một cái thôi không kéo vượt được vùng 16 một cái là thôi bị bán ngược trở lại rất là nhanh thậm chí là có lúc là đã lộ sàn luôn này và nó nấp mé nó muốn lấp lại cả cái gáp luôn mọi người thấy đúng không ạ à? ấy thì cho nên là khi mà Tốn nó đặt ra những cái mốc target cho mọi người là Tốn đã tiên liệu rồi là là, là là cái cái liệu rằng là cổ phiếu này nó có vượt được hay không rồi ha thì cho nên là là là, là phải cân nhắc ngay khi mà nó uh, thủ mất cái vùng 15.5 này là chúng ta cần phải chốt ngay 50% thậm chí là 70% để rồi mà nó có mà nó nó kéo về lại tới tận 15 như thế này rồi biết đâu nó lại điều chỉnh giảm xuống như vậy các anh chị ta hoảng sợ quá chúng ta lại bán ra ha cho nên là khi mà nó có những cái sự phục hồi trở lại quanh vùng 15.5 các anh chị chúng ta canh chúng ta chốt là được rồi là đẹp rồi các anh chị ha rồi sau đó nó có tích lũy nó có điều chỉnh gì đó hoặc là nó tích nó nó nó, nó uh, cân bằng thì chúng ta sẽ canh chúng ta mua lại sau còn ở đi hiện tại thì ưu tiên cho cái việc là chốt lại và chờ đợi những cái cơ hội nó an toàn hơn các anh chị nhé BBC con này cũng yếu ha mặc dù là cái bây giờ hiện tại cái tính chất của nó cũng đang khá là bo cung rồi BVD là cái dòng, cái cổ phiếu nó cũng yếu ở trong cái nhóm um, dòng dầu khí. ấy thì thường là các chị chúng ta sẽ thấy ở cái giai đoạn hiện tại thì các cái mã cổ phiếu cho um, uh, mạnh á thì nó sẽ là ở kênh trên và nó bắt đầu nó điều chỉnh có cái xu hướng nó điều chỉnh về lại uh, nửa nửa hoặc là gần với lại chạm lại kênh dưới. Còn các mã cổ phiếu nó yếu thì nó sẽ có những cái sự phục hồi về lại cái kênh giữa ha là quanh lại đây có nghĩa là khoảng tầm là 50% so với lại là cái đà rơi trước đó. Đấy, thì là bắt đầu nó sẽ có có những cái nhịp mà nó quay về nó điều chỉnh ha. BVS cũng vậy này, BVS cũng khỏe nhá, nhưng mà đã lên được khoảng tầm là hơn 50% từ cái vùng đáy này rồi. À, hơn hơn 50% tính từ hai giá 20 đi. Thì đó, chúng ta sẽ thấy là đây em cũng đã có một cái 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 kịch bản hai kịch bản nó đẹp rồi. Em không nghĩ là nó sẽ vượt lên được khoảng tầm 35 36 đâu. Đấy mà chạm đây một cái thôi là lập tức là bị bán ngược trở lại rất là mạnh đây ha Bị bán trở lại rất là mạnh và sẽ điều chỉnh này Thì theo như Tuấn nói là nó sẽ tích lũy lại ở trên đây Nếu mà khỏe thì nó sẽ tích lũy đi ngang lại ở trên quanh cái ngưỡng vùng 31 cho tới vùng 33 Đó còn nếu không thì nó sẽ điều chỉnh về lại quanh cái ngưỡng là dạ, à, 28 cho tới 29 à, Có thể nó về test lại đây này Hoặc là nó chỉnh chỉnh lại quanh biên độ từ 28 tới 30 Anh chị nhé Thì cái trường hợp nó, nó xảy ra thì khoảng tầm là 28 cho tới 30 để chờ thêm thôi thì nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình nào đó chẳng hạn nó sẽ có những cái mẫu hình mới ở những cái đợt tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm các anh chị nhé chưa vội vàng gì mà chúng ta tham gia nhưng mà một khi mà nó có chỉnh lại ở dưới quanh ngưỡng vùng 28 thì tôi nghĩ là ok chúng ta có thể uh, canh chúng ta tham gia được các anh chị nhé bởi vì nó đã phát triển một cái xu hướng nó đang đi lên khá là ok rồi nha rồi uh, chúng ta qua tiếp đến uh, dòng nữa là những cái dòng mạnh nhé uh, nhưng mà thực sự là dòng mạnh này nó um, Tuấn thấy thì nó đã, đã đạt đã đạt được những cái mốc đỉnh rồi thì có thể là do VHC này Đấy, thì có thể nó mới vừa vừa được đỉnh này nhưng mà đây là những cái khối lượng ha những cái cây mà phân phối ra nó rõ ràng quá Đấy, những cái cây mà phân phối với khối lượng lớn ở đây nó rõ ràng quá thì thật sự là mình cũng đã phải suy nghĩ và đắn đo trở lại. Đây cũng tiếp tục là một cái phiên phân phối nữa đối với lại là VHC. ấy thì có thể là cổ phiếu này nó uh, thật sự là nó cũng chưa có đủ cho mình những cái sự tích lũy. ha nó vẫn chưa có đủ cho mình cái sự tích lũy ở đây. À, vẫn chưa đủ. Thật sự là vẫn chưa đủ mà chủ yếu là do là những cái nhịp mà nó kéo rướng đấy và do cái dòng tiền đồng tiền FOMO. Thật sự là nó là một cái cổ phiếu nó cũng rất là mạnh trong cái giai đoạn mà giữ được giá ở trong cái thời điểm là là, là thị trường chúng ta điều chỉnh đúng không ạ? Đấy, và cũng gần như là không ai lỗ trong cái nhịp vừa rồi Đấy, nhưng mà khi mà anh chị chúng ta lên đây chúng ta mua Thì chắc chắn chúng ta xác định là những cái phiên đó là những cái nhịp mà chúng ta lỗ thôi Đấy Ha Cho nên là chúng ta sẽ cần chờ thêm nhé, Cần chờ thêm Thì đây là những cái phiên mà chúng ta thấy là nếu mà đóng cửa tuần như thế này là chẳng khác nào một cái, cái, cái phiên update á Đấy, chẳng khác nào một cái phiên update ở trong 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 trong, trong cái uh, Cạt tuần Ha đó, thì cho nên là đợi thêm nhé kể cả là ANV cũng vậy này thì ANV nó vẫn còn khỏe hơn ANV nó vẫn còn khỏe hơn nhưng mà đây là những cái yếu tố mà bắt đầu đã xuất hiện những cái áp lực chốt lời cực kỳ là lớn rồi nhìn đây nhìn đây là cái khối lượng áp lực chốt lời cực kỳ là lớn rồi ha đấy thì nó có thể nó điều chỉnh lại đây rồi nó lại vòng về lại nói chung là nó sẽ có phục hồi thôi nó chưa chết ngay đâu và nó sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa chứ nó chưa sẵn là nó chết ngay các anh chị ha thì có thể là canh bắt cũng được có thể là, là canh bắt cũng được nha. liều thì canh bắt ví dụ chẳng hạn như nó rơi về lại khoảng tầm vùng 52 thì có thể canh mọi người bắt được bởi vì đây là những mã cổ phiếu vượt đỉnh thì tuấn thấy cũng khỏe à, tuấn thấy cũng khỏe nhưng mà nó xuất hiện những cái phi mà bán lớn với volume lớn ở trên vùng đỉnh quá thì nó thật sự là là là, là 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 mình cũng có cảm thấy cái, những cái sự rủi ro nhất định à, nên là cần phải đề phòng và cần phải tránh rồi còn lại thì cmx cũng vậy ha những mã cổ phiếu này thì nó vẫn ở kênh dưới thì thôi chúng ta bỏ qua à, qua đến tiếp dòng à, à, vận tải thì có à, hah cũng nằm sàn rồi mọi người cũng thấy nó khá là kinh ha và nó đã không có giữ được ở trên mức độ biên ở trên này đấy thì hôm nay là à, phiên ngày hôm qua là nó bị bán thủng xuống luôn cả cái à, vùng hỗ trợ là ở vùng 84 mà ở những cái nhịp trước đó nó đã cố gắng nó neo giữ này đấy thì tôi nghĩ là nó vẫn chưa thể nào nó kia đâu có thể nó điều chỉnh nhẹ về lại cái đường trendline này thôi rồi sau đó nó bật hồi trở lại ha đó là anh chị nào mà lỡ chưa kịp bán thì nên đợi nó sẽ quay về nó test lại được ở vùng 84 85 nên là các anh chị chúng ta hỏi cả phải, phải, phải quá là lo lắng thì tôi nghĩ nó sẽ có những cái nhịp bật hồi thôi bởi vì đây là những mà cổ phiếu nó mạnh mà ha và em nghĩ là nó cũng chưa phân phối hết đâu và tính ra thì nó cũng chưa có phân phối hết nó chưa phân phối hết mọi người ha nên là chờ thêm nhé thì cho nên là, là đợi được à. rồi gmd gmd cũng <laughs> thấy tía luôn Nói chung là cũng mệt mỏi đấy. GMD cũng chưa kịp bứt phá được khỏi vùng đỉnh bao nhiêu. Mà cũng chưa tích lũy lại được ở trên vùng này được bao nhiêu cả. Lại tiếp tục quay cái đầu về lại cái gần cái vùng nền ở dưới tút dưới đây luôn. À, thì đây cũng không phải là những cái mã cổ phiếu mà gọi là quá là xuất sắc. Các anh chị ha. Bởi vì sao? Cái tính chất nó đánh nó đánh cũng rất là mệt mỏi đấy. Này, mỗi lần đi lên một cái nó rủ rất là mạnh. Đấy, nó rủ rất là mạnh ha. Thậm chí là trong nhịp này cái cổ phiếu này cũng là cái thuộc top cổ phiếu mạnh đấy nhưng mà nó rũ lại này mọi người thấy nó đánh rũ gắt không ạ à? kinh khủng ha rất là kinh khủng cho nên là mình phải đánh mã cổ phiếu nào mình phải hiểu tính chất và cái 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 phương phương thức mà nó giao dịch ấy thì lúc đó chúng ta sẽ đỡ tránh được những cái thiệt hại đối với lại mã cổ phiếu ấy nhiều khi thì em đánh quen thì em đánh chỉ đánh xung quanh một vài cổ phiếu nhất định thôi chứ không phải là đánh toàn bộ tất cả các ngành ấy rồi kể cả là tiếp ở bên dòng phân bón cũng vậy như là DCM cũng nằm xa à, December cũng nằm sai thì thôi Tuấn muốn cho rằng là đây cũng là một cái nhịp mà rất kiếm lại rất là tốt Đó với lại là dòng phân bón này đấy ai mà kiếm được thì cũng kiếm rất là khá khá ha mặc dù thị trường ta là nó chỉ phục hồi ngắn thôi những mã cổ phiếu như này thì mọi người thấy là phục hồi bá cháy luôn đấy kiếm được như thế này là quá là tuyệt vời đấy, nhưng mà lên đây rồi thì ai mà muốn kiếm nữa thì thôi bỏ qua nhé không nên nhưng mà cổ phiếu này nó không có vùng nền mà đặc biệt là em nghĩ là có thể kéo lên đây để mà có thể là phân phối lại một nhịp nữa giống như con nam kim vậy đây nam kim cũng kéo này rớt này phục hồi lại này theo hình chữ v này rớt lại ngược trở lại này mọi người thấy không? đây là nó sẽ có thể nó đánh hai đỉnh đấy thì tuấn nghĩ là nếu mà đợt này mà các mã cổ phiếu trong nhóm Ờ uh, phân bó nó cũng có thể nó đánh hai đỉnh nó kéo phục hồi lại 50 phần trăm luôn này. rất là mạnh thậm chí là hơn đó mọi người thấy kinh không ạ DCM cũng tương tự như vậy thôi Đấy này, rủ mạnh rất là mạnh xuống này. Phục hồi lại bao nhiêu? À, 50 phần mấy phần trăm luôn. Có thể nó về lại đây này. Nó sẽ nó rủ về lại một nhịp ở khoảng tầm 36 và 7. Ok. Anh chị nào mà thích phương châm bắt đáy thì có thể bắt ngay đây. Nó phục hồi lại về lại vùng đỉnh nó test lại đây cái là nó rơi. Nó tạo ra hai hai đỉnh ở đây ha. Thì nó sẽ rơi tiếp. Và nó bắt đầu nó đi vào cái quá trình là đảo trend luôn. Đó, thì có thể là như vậy các anh chị nha. Đây ha. Rồi DBM cũng vậy, DBM cũng tương tự như vậy. Đấy cũng một cái kịch bản thôi Kéo về đây có thể kéo nó test test về lại tận vùng uh, 58 Ừ thì mọi người có thể canh mọi người bắt cũng được Đó là cái lý do vì sao mà Tuấn thấy được rằng là uh, Có thể là những cái mạng cổ phiếu này nó cũng báo hiệu cho thấy là thị trường nó sẽ uh, Có nhúng thêm một điểm nữa và nó sẽ có hồi thêm được một nhịp nữa và nó sẽ hồi lại được về lại cận cái vùng 1003 tức là vùng 1290 đấy rồi sau đó nó mới chết dần chứ thật sự là nó chưa có chết ngay đâu có thể là tuần sau là là cái tuần mà Uh, nhúng rồi lại phục hồi rồi lại đi ngang à, của thị trường chúng ta Để còn trong khi các mặt cổ phiếu mạnh á, thì nó nó nhúng xuống một cái nó phục hồi lên theo hình chữ V rồi sau đó nó mới điều chỉnh mạnh trở lại đó chính là những cái lúc mà các anh chị chúng ta cần phải bán ra các anh chị nhé rồi ok rồi nói tiếp trong dòng chứng khoán nữa thì những mà cổ phiếu dòng chứng khoán thật sự là nó cũng hết cơ hội rất là nhiều rồi và tuấn cũng đã canh chúng ta bán ra gần hết rồi kể cả là tuấn có tham gia lại thì tuấn cũng chỉ có xét được mỗi có visa nhưng mà nó chơi tuấn cú này thì thôi tuấn chắc cũng từ bỏ luôn tuấn à, từ bỏ luôn và chúng ta sẽ phải chờ thêm cái dòng chứng khoán này mọi người nhé không còn cái điểm nào mà để cánh chúng ta tham gia đâu dòng ngân hàng thì nó lại kéo một cái nhịp hà khiến cho thị trường ta cứ ngỡ là vượt được vùng ngàn ba thuyết phục quá đúng không ạ nhưng mà không nó cũng úp cho một cái bô luôn à, mọi người ha cho nên là thôi đừng có, có, có cảm thấy như là ở đâu cũng là cơ hội nhé điều chỉnh giảm cũng chưa chắc phải là cái cơ hội cho các anh chị ta mua vào đối với lại cái dòng này đâu thật sự đó rồi kể ra là bất động sản các vậy đấy mọi người cũng thấy bất động sản tôi cũng đã nói với mọi người cũng rất là nhiều rồi kéo kéo lên hồi lại tiếp tục xả này có đúng không ạ những anh chị nào mà theo dõi video của tuấn chắc chắn là mọi người cũng đã hiểu là tuấn đã phân tích cho mọi người rất là kỹ ở những cái video của cái tuần uh, cuối tháng 5 và đầu tháng 6 rồi đó. nên là đã tránh được cái cú này ha thì thậm chí là những anh chị nào mà trong trong khách hàng mà còn nắm giữ dòng bất động sản thì tuấn cũng khuyên là ra hết chỉ trừ có một mã cổ phiếu tuấn còn kẹp đó chính là idc thôi nhưng mà idc thì tuấn lại thấy nó mới vừa được vượt được cái vùng đỉnh buôn trap ngắn hạn ở đây đó thì tuấn sẽ coi xem xét thêm bởi vì hồi trước đó thì mình cũng đã hạ, hạ bớt ở cái vùng 54 ở đây rồi đấy còn giữ thì thì mình à, thì mình à, coi thêm là nó có thể lên được khoảng tầm 58, 60 hay là không nhưng mà tình hình này thì có thể là không khả quan thì mình có thể là mình sẽ phải bán thêm đấy, những cái nhịp mà nó phục hồi nhé yeah. rồi ok thì à, nói thêm về viên 30 nữa thôi rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay Các anh chị ha Ờ uh, trong B30 thì có FPT cũng đã điều chỉnh giảm rồi Đấy gặp lại đỉnh ở đây ha Những cái nhịp này là chúng ta cần đã phải là đáng báo động rồi Mà Tuấn cũng đã chia sẻ với các anh chị chúng ta Có thể nó điều chỉnh về lại khoảng tầm là vùng uh, 105 Đấy có thể là chạm về lại MA20 Hầu hết nó sẽ về nó test lại MA20 Hoặc là cận MA20 một chút xíu đó là test về lại 107 là cùng Đấy rồi nó sẽ có cố gắng nó đi ngang và nó phục hồi trở lại nhé rồi ờ um, để chút xíu nữa sẽ nói đến nhóm thép mai san mai san ở đây cũng có điều chỉnh khi mà gặp lại trên live nhưng mà mai san thì mọi người sẽ chờ thêm nói chung là mai san nó cũng phục hồi rất là khá từ những cái vùng đáy dưới đây lên này đó rất là tốt ha nên là chờ lại thêm nó sẽ test test về lại quanh cái ngưỡng vùng 110 cho tới vùng 115 Đấy anh chị nhé bolivar cũng đã có yếu tố điều chỉnh khá là giống đánh giá khá là giống với fpt đúng không ạ nói chung là chờ thêm thôi không vấn đề gì, gì và thậm chí là rất là nhiều nhà đầu tư họ không muốn uh, nắm giữ để mà nhận cổ tức đối với lại họ bỏ liêu gửi thì họ cũng tranh thủ họ bán ra bởi vì sắp tới là là chia rồi Đấy, chia một một luôn ha mọi người ha rất là kinh rồi PNG cũng điều chỉnh này Đấy, điều chỉnh sâu luôn ha điều chỉnh sâu luôn bởi vì đây là những cái mà cổ phiếu nó đánh lỏng đó mặc dù là mà là là cái khối lượng nó bán không nhiều nhưng mà nó không nó, nói chung là cái lực cầu và nó rất là lỏng nên nên là sẽ rất là dễ sạc Đấy, chờ đại thôi nó có một cái gáp ở dưới đây nữa này đây là một cái gáp đây là cái gáp hưng phấn này có thể về test lại đây test lại đây cái rồi nó nhúng lên à. test lại cái gáp này rồi nhúng lên này rồi ri cũng vậy nhé ri cũng vậy ri là những cái nhịp này là bắt đầu thấy là gì? à phiên này là cái phiên phân phối rồi à, nên là chờ thêm nhé có thể là ri nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rồi nó sẽ phục hồi thêm hoặc là đây là những cái cú mà sách out đó thì chúng ta sẽ đợi thêm các anh chị nha đấy đợi thêm nó à, có thể nó quay về nó té lại nó không được test sâu nha, không được té sâu cùng lắm là 85 thôi, nó sẽ phải phục hồi đi lên thì nó là những như mà cổ phiếu mạnh nha rồi à, nó tới hòa phát đấy thì hòa phát thì thôi chắc cũng không có hy vọng gì nhiều Nhưng mà ở quanh đây thì có thể là coi là được là cái vùng đáy rồi mà nếu mà tính ra thì để tuấn coi về cái chặt tôn ấy đây tuấn coi về cái chặt tuần thì nó cũng đã chạm đáy nỗi đau rồi Ấy, thì nó có thể nó đi sideways ở đây một chút xíu nữa này Thì nó có thể nó phục hồi lại tiếp ha ấy nó có thể nó phục hồi lại tiếp Nhưng mà khả năng cao là nó sẽ uh, Có thể nó vẫn còn nhúng lại một nhịp nữa Có thể nó quay về nó retest lại khoảng tầm vùng 32 nữa Đấy và nó sẽ uh, Có thể là nó đi ngang thôi Chứ nó không có phục hồi sớm này đâu đó, Nó sẽ đi ngang một khoảng thời gian nữa Các anh chị nha Và nếu như mở cái nhịp sau Thì Tuấn nghĩ là dòng thép nó sẽ bật hồi lại tăng rất là mạnh bởi vì nếu mà tính theo chặt toàn như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ có một cái pha mà nó buôn lên giống như thế này. À, thì tôi, vì cái đồ, video trước á, thì Tuấn cũng nói như vậy. Đấy, thì nó sẽ đi ngang ở nhịp này nếu mà thị trường nó xấu. Còn khi mà thị trường chúng ta tiếp tục tìm cái đáy mới hoặc là cân bằng lại ở cái đáy cũ á, thì nó sẽ có một cái sớm, có một cái nhịp mà nó buôn lên ở đây. Đó, khoảng tầm là một nửa sau cái quãng đà rơi vừa rồi. Ví dụ như quãng đà rơi vừa rồi nó từ đây, nó về đây là khoảng tầm là 35%. Đúng không? Thì nó vẫn sẽ có một cái nhịp mà nó phục hồi từ đây lên được khoảng tầm là một nửa phải là khoảng tầm là uh, một nửa ở đây 25 à, các anh chị ha đây này tức là lên được khoảng tầm là vùng 42 đấy, khoảng tầm quanh quanh ngưỡng vùng 42 nếu đây là cái vùng đáy mà nó đi ngang nhé còn nếu mà nó sâu hơn thì, thì chúng ta sẽ buộc phải phải hạ cái 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 mốc này xuống thôi đó SG cũng vậy này SG cũng vậy nhé đấy cũng cũng đã chạm đáy nữa đâu rồi là, tiếp tục ở đây là test đáy là cái chạc tồn rồi này test hai đáy ở chạc tuần rồi ha đây có thể là nó đi ngang ở đây có thể nó đi ngang ở đây thì tuấn nghĩ là nó sẽ đi sớm đi ngang nó sẽ quay ở đây thôi nó sẽ không có rủ thêm đâu bởi vì nó nó, nó đã test lại cái đáy của chặt tuần như thế này nó đã thấy tích cực hơn rồi ha mọi người ha thì có thể là nó đi ngang tùy thuộc vào cái thị trường nói chung là nó xấu hay là nó uh, không có nhiều biến động thì nó sẽ sớm có xuất hiện cho mình một cái nhịp phục hồi trở lại thì đâu đó ví dụ như tính từ đây xuống đi thì đâu đó nó giảm là 50% mươi phần trăm rồi này kinh khủng ha quá là kinh khủng luôn ai mà kẹp ở đây cái nữa thì thôi là không không biết đường nào mà lần luôn thì nó có thể là phục hồi và lại được khoảng tầm là à, 31, 32 ở à, trong những cái nhịp tới nhưng mà chờ chưa phải là bây giờ các anh chị nhé Nam Kim Nam Kim cũng kinh khủng tương tự thôi nhưng mà Nam Kim là cái đà rơi á, thì nó rơi nhấp nhã lắm hơi hơi kia ha nói chung là nó cũng mạnh thật nhìn chung là nó cũng mạnh thật bởi vì nó rơi tính từ đây này nó cũng đã phục hồi và lại cận cái vùng đỉnh cho mọi người thoát hàng ấy một cái nhịp rơi như thế này nó cũng rơi khoảng tầm là 45 phần trăm, à nhưng mà cái khối lượng của nó vẫn còn lớn nhé, nó khác so với lại thằng hoa sen hay là thằng hòa Hoác nhưng mà cái khối lượng của nam kim ở khúc này nó đang khá là lớn, nó cũng test lại cái đáy trước này, đấy thì hy vọng là nó sẽ giữ đi ngang ở đây thôi, thì nói nếu mà kia thì nó vẫn sẽ có xuất hiện một cái nhịp hồi lại đâu đó khoảng tầm là vùng 32, đó, tức là là một nửa ha, rồi, ok và đó là cái những gì mà tuấn muốn gửi đến cho các anh chị chúng ta cái video ngày hôm nay nếu mà tính theo cái chặt còn như thế này thì tôi nghĩ là khả năng cao thì chúng ta sẽ nhúng test lại khoảng xíu ở vùng 1260 thôi và vẫn sẽ có một cái nhịp phục hồi nhưng mà vào có thể là vào cuối tuần sau thì thì chúng ta nó sẽ mất cái mốc này đấy sẽ rất là dễ gặp những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo hoặc cái nhịp điều chỉnh này thì nhiều khả năng nó có thể về lại vùng hai các anh chị nha lưu ý rằng là cái mốc thước đo mà thị trường ta và cũng như là cổ phiếu khỏe và cổ phiếu mạnh á thì Tuấn cũng đã có nói với mọi người ở những cái video trước rất là nhiều rồi là phải lấy cái quy chuẩn của cái uh, phiên bùng nổ theo đà ngày 25 tháng 5 để mà đánh giá cổ phiếu đó là mạnh hay là cổ phiếu là yếu đó thì nếu như mà đồng thời mà vì đấy chúng ta mất mất đi cái cây bùng nổ theo đà này ở cái mốc 1238 ấy thì chắc chắn rằng là thị trường chúng ta sẽ tiếp diễn một cái nhịp nhịp điều chỉnh mà thậm chí là có thể về lại tới tận là vùng 1160 tới vùng 1170 để test lại cái đấy là rất là bình thường. Đấy nhưng mà nếu mà các anh chị chúng ta đã xem tới thời điểm này rồi thì Tuấn cũng nói luôn là khả năng cao là nó sẽ về nó test lại cái đáy trước thôi đấy. đây Tuấn sẽ nói trước luôn ha có thể nó uh, những cái nhịp này nó thể nó đi ngang này đấy, có thể là một một tuần tới nó đi ngang cái tuần tới nó đi ngang lại nó test lại rồi nó đi ngang ha vẽ luôn cho mọi người thấy cho rõ đây này đây nó giảm nhẹ xuống một cái nó té này phục hồi đi lên này rồi đi ngang này rồi lại giảm này lần này giảm là giảm rất là mạnh và nó quay về nó test lại cây buồn nổ theo đà thì đâu đó là đây cũng là một cái vùng hỗ trợ của chúng ta đi chẳng hạn, đó nó có thể nó phục hồi lại ngắn một cái nhịp nào đó nữa, nữa. À, rồi sau đó lại tiếp tục nó đề về lại đây, tức là cái đáy của cái nhịp uh, uh, test lại của thị trường chúng ta, nó chưa có test quá là sâu, rồi cũng sẽ có những cái nhịp phục hồi lại tiếp tục test lại cái đáy ở dưới đây. Đúng không ạ? Thì có thể nó sẽ có nhịp nhằn một vài phiên nào đó, hoặc nó có thể thậm chí là nó phục hồi lại đây. Nhưng mà khả năng cao là tới cái tháng 7 ha, đầu tháng 7 là là thị trường chúng ta sẽ còn rơi sâu hơn. Đó, thì không biết là kịch bản nó có xảy ra hay không nên là tuấn cũng sẽ thử lưu lại ở cái 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 chỗ này à, tuấn sẽ lưu lại rồi tuấn uh, cây cái, 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 kia nhé đây tuấn giữ trong đây để mà có thể là lấy ra cho mọi người xem sau đấy ha nên là mọi người có thể là chú ý theo một cái kịch bản này khoảng tầm là à, uh, 3 tuần tới của tháng 6 của chúng ta à, cái hai cái tuần còn lại của thị trường chúng ta nhé à, rất là mệt mỏi đấy nên là mọi người đừng có kỳ vọng quá là nhiều đối với lại thị trường ở thời hiện tại nha rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe theo dõi cái video ngày hôm nay thì để mà có thể ủng hộ tuấn nhiều hơn thì có thể là hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like cái video này để giúp tuấn có thêm nhiều cái là lượt đăng ký hơn mọi người nhé hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo và hãy nhớ là quản trị rủi ro danh mục của mình và đừng có À, vội vàng chúng ta muốn cố gắng chúng ta gỡ lại những cái khoản thua lỗ mà chúng ta lại càng có thể là thua lỗ nhiều hơn các anh chị nhé rồi hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những video tiếp theo ạ